Hyundai Accent số sàn là một trong những sản phẩm bán chạy hàng đầu của Hyundai tại thị trường Việt Nam và hôm nay chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái mẫu xe này. Đầu tiên là về ngoại thất thì Hyundai Accent 2020 bản 1.4 MT bản bay vẫn được thiết kế theo ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy 2.0 mang trong mình diện mạo trẻ trung, hiện đại và cá tính nhưng không kém phần thanh lịch. Accent 1.4 MT bản bay sở hữu gương điều khiển điện tích hợp báo rẽ dạng đèn LED mang đến về hiện đại cũng như đảm bảo sự an toàn khi chuyển hướng cho xe. Giống các phiên bản cao cấp thì Accent MT bản bay chỉ được trang bị la răng sắt. Xe được trang bị đèn phanh trên cao dạng LED giúp nhanh chóng cảnh báo cho phương tiện phía sau. Cùng với tấm phản quang đuôi xe được thiết kế mới kết hợp cùng cản sau màu đen tạo nên vẻ nổi bật và mạnh mẽ cho Hyundai Accent bản 1.4 MT bản bay. Về nội thất thì Hyundai Accent bản bay có ghế nỉ vô năng thì không được bọc da, nơi tản nhiệt bằng nhựa không được mạ chrome như các cái phiên bản cao cấp. Hyundai trang bị hệ thống giải trí khá là tốt cho cái phiên bản Accent với radio AM FM cổng kết nối đa phương tiện AUX, USB, Bluetooth cùng với hệ thống âm thanh 6 loa kết hợp các nút bấm điều khiển âm lượng và chuyển bài trên vô lăng. Về vận hành thì Hyundai Accent 2020 bản bay số sàn được trang bị động cơ Kappa 1.4 lít. Cho công suất của nó là 100 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút, cùng mô men xoắn cực đại là 132 Nm tại vòng tua là 4.000 vòng trên phút. Đi kèm theo nó là hộp số sàn 6 cấp, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà cũng như là tiết kiệm nhiên liệu so với sản phẩm ở Hyundai số sàn này. Vậy thì Hyundai Accent bản số sàn có kích thước chiều dài là 4.440 mm, chiều rộng là 1.729 mm và chiều cao là 1.460 mm. Trục chiều dài cơ sở là 2.600 mm, khoảng sáng gầm xe là 150 mm. Với những thông tin ở trên thì Hyundai Accent bản số sàn có mức giá rất hợp lý và cạnh tranh được trực tiếp với các đối thủ của mình như là Toyota Vios. Và hiện tại thì Hyundai Accent có mức giá khoảng 420 triệu đồng. Đây là chúng tôi xin tổng hợp lại Hyundai Accent 2020 bản 1.4 bản bay số sàn. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot Vua Xe. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.